sớm cất tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước vươn bước bao niềm tin trong từng giây phút cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Xin được chào đón quý vị cùng đến với Vui Sống Mỗi Ngày. Thưa quý vị, có 4 chủ đề mà bạn không nên bỏ qua trong chương trình ngày hôm nay để học cách áp dụng, chăm sóc và tăng cường sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình. Đầu tiên là bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho khán giả tại trường quay về cách điều trị nám da và tàn nhang. Chủ đề thứ hai là việc chăm sóc thai phụ trong 3 tháng đầu thai kỳ, giai đoạn rất quan trọng. Mục kỹ năng cũng đưa ra cho quý vị những kỹ năng xử lý khi trẻ nốt dị vật, hóc dị vật. Cuối cùng, chuyên gia ẩm thực sẽ hướng dẫn quý vị làm tại nhà món bánh trung thu rau câu lạ miệng cho ngày trung thu sắp tới. Quý vị đừng bỏ qua chương trình của ngày hôm nay. Còn bây giờ, phần tư vấn của bác sĩ dành cho khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày trong việc điều trị nám và tàn nhang sẽ mở đầu chương trình của chúng ta hôm nay. Nám da, tàn nhang là những vấn đề mà hầu hết chị em phụ nữ đều cảm thấy lo lắng. 90% chị em phụ nữ khi bước vào tuổi 30 gặp phải vấn đề này. Và với chị Tạ Thị Hồng Tươi, 38 tuổi cũng vậy, vốn chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, ít khi phải ra ngoài nhiều. Và mỗi khi đi chợ hay đưa đón con đi học, chị đều che chắn và bịt khẩu trang khá kỹ. Nhưng cách đây 5 năm, tình trạng nám tàn nhang trên mặt chị bắt đầu xuất hiện và ngày càng nặng sau một quá trình chị xài kem không rõ nguồn gốc. Hiện tại dù đã tìm mọi biện pháp chăm sóc da, nhưng tình trạng nám của chị vẫn chưa được cải thiện. 6 năm trước đó, thì da mặt tôi rất đẹp. Nó trắng nè, nó mịn nè và không có mụn nữa. Nói chung mọi người nhìn thì ai cũng khen là da mặt tôi là như vậy là hoàn hảo rồi. Nhưng mà tôi muốn, tại vì thời gian thì tuổi nó càng lớn á, tôi cứ sợ là đến lúc đó thì da nó sẽ xấu, nên tôi đã dùng thêm các loại kem khác để cải thiện làn da mình cho nó lâu hơn á. Nói chung là thời gian đầu á thì nó cũng đẹp lắm. Rồi một thời gian sau tôi thấy hình như nó có cái dấu hiệu mà bị sạm da. Mọi người nhìn vào thì nói tôi là đã bị nám rồi. Lúc đó tôi lo lắm. Để giúp chị Tươi lấy lại sự tự tin cho mình, chương trình đã mời tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Diệp, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến phim trường để trực tiếp tư vấn cho chị về những biện pháp phòng ngừa và điều trị chứng nám tàn nhang của chị. Cái tình trạng da của chị thì mình gọi là nám da. Thì thông thường cái nguyên nhân gây ra nám da thì nó có 3 yếu tố chính. Thứ nhất là yếu tố di truyền. Cái thứ hai đó là yếu tố nội tiết. Thường cái nám da sẽ xuất hiện khi mà trong cái thai kỳ, hay là khi mình uống, phụ nữ uống thuốc ngừa thai, hoặc là mình uống những cái loại thực phẩm chức năng mà có chứa những cái hormone chẳng hạn. Và cái yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là ánh nắng mặt trời. Ở những cái xứ mà nắng nóng nhiều thì cái số lượng người bị nám nó cũng nhiều hơn. Nhưng mà còn những cái nguyên nhân khác thì như trong trường hợp của chị á, là cái nám da xuất hiện do sử dụng mỹ phẩm. Thì thông thường cái mỹ phẩm mà như chị nói, nó là cái kem trộn. Cái kem trộn đó thì thông thường nó có chứa cái chất là gọi là corticoid. Thì cái chất đó lúc đầu mới bôi lên thì da nó đẹp lắm. Nhưng mà cái đó là một cái loại thuốc, thực ra nó rất là rẻ tiền thôi. Thì cái thuốc đó nếu như mà khi mình bôi lên da, lúc đầu thì da nó sáng, nó đẹp. Nhưng mà cái thuốc này nó sẽ làm cho da mình nó sẽ bị teo mỏng lại, nó xuất hiện những cái gân máu. Và sau khi một thời gian sử dụng á, thì da của chị sẽ trở nên nó sạm đi. Nhất là nếu như chị đi ra nắng nhiều thì nó sẽ bị sạm và có thể là xuất hiện mụn nữa. Thì trước là chị dùng kem trộn, bây giờ chắc là chị đã ngưng rồi đúng không? Và hiện tại thì chị có thể cho biết cái cách chăm sóc da của chị hàng ngày như thế nào được không? Nói chung là em thì ban tối á, thì trước khi đi ngủ là rửa sạch mà. Xong cái mình bôi một cái hũ kem mà cũng có người quen giới thiệu là kem trị nám. Chị nám người ta cũng đã xài qua, người ta nói là hết, nên người ta giới thiệu cho mình cũng đi mình tìm mình mua, thì mình bôi cái đó. Khi nào mình đi làm việc công việc mình ngoài đường thì mình phải bôi kem chống nắng, tức còn là không mình ở trong nhà thì mình trong không nhà không bôi. Dạ, vậy thì nói chung là cái việc mà mình buổi sáng mình ra đường mà trước khi chị ra đường chị thoa kem chống nắng thì nó rất là đúng. Điểm mình cần ghi nhớ trong cái việc mình thoa kem chống nắng, thằng thứ nhất là mình phải thoa kem 30 phút rồi mình mới ra đường, chứ mình thoa rồi mình ra ngay lập tức kem nó chưa có kịp thấm, nó chưa có bảo vệ da được cho mình, mà lúc đó mình da nó nắng ngay. Và cái thứ hai á, là mình đừng ỷ y là mình thoa kem xong rồi mình phơi mặt cả ngày ở ngoài đường là mình nghĩ là da mình được bảo vệ. Không phải, cái kem chống nắng nào cũng vậy, kể cả kem chống nắng mà có chỉ số chống nắng cao thì nó cũng chỉ giữ được trên da chúng ta khoảng 2 giờ thôi, rồi sau đó là cái kem này nó cũng trôi mất. Thành ra nếu như mà chị đi ra đường và chị ở ngoài đường lâu á, thì chị nhớ là 2 tiếng chị thoa một lần. Bên cạnh cái việc mình thoa kem chống nắng thì mình phải nên đeo khẩu trang, rồi đeo kính mát,
ha, hoặc là đội nón rộng vành, tức là mình phải chống nắng bằng những cái biện pháp khác nữa bên cạnh cái việc là mình thoa kem chống nắng đó. Và cái thứ ba đó là mình sử dụng thêm những cái sản phẩm mà có tác dụng làm sáng da. Những cái sản phẩm đó thì nó có thể có chứa những cái thuốc mà bác chỉ có thể được ghi toa của bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi là em nghe nhiều người chỉ cho em cái đắp mặt nạ trái cây nè, rồi mấy mặt nạ rong biển này nọ bán đầy ở mấy cửa hàng đó. Thì em không biết là mình có nên sử dụng mấy loại đó không? Với lại trong cái vấn đề ăn uống á, thì mình có kiêng ăn loại nào hay là nên ăn loại nào ạ? Thì nói chung là đắp mặt nạ thì không có cải thiện cái tình trạng da nám của mình. Đó, thành ra là nếu như cái như mặt nạ đó mà nó chị đắp mà chị thấy tốt cho da, tốt chung, ví dụ cho cảm thấy da mình cảm thấy nó thoải mái hơn, rồi nó tươi trẻ hơn thì mình có thể mình đắp được. Còn những cái mặt nạ mà mình bày bán ngoài chợ thì mình tuyệt đối là không nên đắp, tại vì mình không biết có những cái gì ở trong đó, có thể có những cái hóa chất mà với cái da của mình bị nám, khi mà da chúng ta mà càng bị kích thích nhiều, nó càng bị viêm nhiều thì nó lại càng dễ bị đen hơn. Đó, và ăn uống thì cũng không có một cái loại thức ăn nào để mà đặc trị cái bệnh nám này cả. Nhưng mà nói chung á, thì với những cái người bị nám da thì cái việc mà bổ sung thêm các loại vitamin hàng ngày, nhất là những cái loại vitamin mà có tác dụng chống oxy hóa như là vitamin A, E, E đó, đó thì những cái đó có thể nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó trong cái vấn đề mà để loại bỏ cái nám. Cảm ơn bác sĩ, cũng nhờ bác sĩ nói ra những yếu tố đó thì em đỡ lo hơn. Rất cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Hôm nay được bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc làn da làm sao để cho da mỗi ngày mỗi sáng hơn. Tôi rất vui và cảm ơn chương trình rất nhiều.